Các em thân mến, hôm nay thầy tiếp tục với cái bài mà tạo quản lý điểm hôm trước. Thế thì các bạn nhớ là bật nút gem lên, hai cái nút này chạy và các bạn bật cho thầy cái navicate ra. Thì cái chỗ là quản lý điểm sinh viên ấy của chúng ta có hai bảng, gồm có bảng hồ sơ, đây bảng điểm đây, bảng hồ sơ đây. Đó. Thế bây giờ ta quay trở vào ứng dụng và ta mở hôm trước ra, nhiều bạn là nó không chạy là do các bạn không nhớ cái phần mà thầy vừa nói thao tác này, cái app này, cái file mà app.php, thì các bạn kéo xuống cái dòng mà cái dòng chỉ định cho nó URL đấy. Đó, cái chỗ dòng đầu tiên này là các bạn phải thay chỗ này là localhost, thay cái mà Coordinator Master 4 đấy thì các bạn phải thay là quản lý điểm, thay cái dòng này cho thầy và đến public nha, rồi phẩy hai chấm chỗ này, các bạn nhìn rõ chỗ này cho thầy. Đó. Các bạn nhìn thật rõ chỗ này thì các bạn mới có thể làm đúng được. Các bạn phải thay cái dòng này đúng và cái database này các bạn cũng phải thay đúng cho thầy. Quản lý điểm này, rồi mật khẩu này. Đó, user là người tên là điểm. Đúng các bạn phải chú ý như thế nhá. Vì là user ở đây chúng ta mở ra có cái chữ tên là điểm đây. Đấy, có cái người mà chúng ta cho là điểm. Thì các bạn trong này các bạn cũng phải thay như thế. Và cái app này là cái thứ hai. Đấy. Rồi cái router mà thầy chỉ cho các bạn đấy là các bạn phải add đúng là vào xem cái bài trước là đây là tên của không gian này, tên của lớp này và cuối cùng là tên của cái hàm hiện danh sách, và nó sẽ tu đến đâu, nó trỏ đến đâu thì nó trỏ đến là cái hàm là danh sách lớp, cái lớp là danh sách lớp đấy và hiện danh sách đây, cái lớp là danh sách lớp của chúng ta ở đây. Đó. Danh sách lớp là cái tên lớp và chúng ta đây là cái hàm hiện danh sách đấy, các bạn phải làm đúng như chỗ này cho thầy và kéo sang bên này thì các bạn cần namespace này, các bạn nhìn rõ nhé. Rồi thì đến bây giờ thầy mới chúng ta mới thể nhắc lại như thế vì các bạn không chạy được nữa, các bạn không thấy đường dẫn nó đúng, thế đường dẫn đúng thì nó sẽ chạy thôi. Đó. Và lúc này thì ta sẽ chạy lại cái đó để các bạn nhìn thấy tại sao thầy lại chạy đúng localhost này. Đó. Thì nó ra cho chúng ta cái trang view đó. Thì bây giờ chúng ta quay trở về đến cái chỗ đây. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Vì đường dẫn đúng cho nên nó mới chạy ra chỗ này cho các bạn. Đấy, khoảng cái điểm thông tin K64. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhé. Thầy sẽ nói lại phần các bạn là lùi xuống cái chỗ mà có thư mục gọi là view. Thì trong cái phần thư mục quản lý điểm có hiện có danh sách lớp đây. Đấy. Có nghĩa là cái phần này là phần để thể hiện nội dung trang web. Phần này thể hiện nội dung trang web. Sau này ta sẽ có nhiều file trong đây thì mỗi một file nó đều qua cái controller này nó điều khiển. Đấy, controller là danh sách điểm này nó điều. Đấy, nó gọi view ra, gọi view, view là phần này là hiện danh sách. Đấy. Thì bây giờ để ta truy cập vào trong cơ sở dữ liệu thì các bạn chú ý cho thầy là các bạn dùng vào thư mục mô đồ cho thầy. Trong mô đồ này thì bây giờ chưa có cái gì cả, mới mô đồ mẫu thôi, book thôi. Thì chúng ta có thể chuyển thành một cái folder, các bạn tạo cho thầy là mô đồ là quản lý điểm, thống nhất tên như thế nha. Đó. Các bạn cũng tạo như thế, thống nhất tên để cho nó nhớ. Trong thư mục này rỗng thì bây giờ chúng ta sẽ tạo như một lớp, các bạn tạo cho thầy lớp và tạo một file PP lớp nhá, kiểu là kiểu lớp đấy. Xong rồi các bạn tạo cho thầy một cái model bên trong, model bên trong thì các bạn ở đây các bạn model các bạn làm dễ dàng thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xây dựng cái model này. Mô đồ này với namespace các bạn cứ ok cho thầy, các bạn đặt tên là
Các bạn đặt tên ở đây là quản lý điểm. Quản lý điểm này thì bây giờ là ta đặt là quản lý điểm. Ấn cho thầy chữ model thêm ở đây. Đấy, ta nhấp Phoenix. Rồi, thì đây là một lớp rỗng, còn những cái từ mờ mờ này gọi là dấu nhắc ta có thể xóa đi. Xóa đi cho nó gọn. Đó, trong này các bạn cũng có thể là xóa đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ ghi cho thầy các bạn sẽ ghi cho thầy như sau. Đầu tiên ta khai báo là namespace, là không gian để chứa cái lớp đó, không gian một cái nó cho một vùng không gian bộ nhớ để chứa cái lớp, thì ta ghi là app. Đấy, rồi tiếp theo các bạn đến một cái khai báo cho thầy là model. Rồi các bạn namespace là quản lý điểm. Đây là không gian xong. Các bạn tạo cho thầy sử dụng thư viện use Codeine là một cái tên của cái bộ framework này. Nó đến các bạn đến config là cấu hình. Và các bạn tiếp theo là các bạn chọn là bay config. Đó. Tiếp theo các bạn sử dụng một thư viện nữa cũng của Codeine, nó nằm ở trong đây hết, ta chỉ chọn đường dẫn thôi, là database nhé, database là, và các bạn ghi cho thầy connection database. Đấy, để nó kết nối được với cơ sở dữ liệu. Thứ hai là các bạn chọn cho thầy cái use. Đấy, use Codeine. Rồi các bạn chọn tiếp cho thầy model. Đó, hết. Và còn một cái nữa là các bạn chọn use Codeine. Các bạn chọn tiếp cho thầy cái validation Codeine. Validation interface để nó thống nhất được các lệnh đúng, tức là validation là kiểm tra các điều kiện đúng. Ở trong lớp này thì chúng ta cho thầy cái extend. Extend ở đây là mở rộng ra model. Đấy. Model. Đó, xong. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo trong lớp này gồm có những cái gì. Trước tiên là cái bảng. Các bạn khai báo cho thầy một biến public. Biến này public nhá. Public là một biến sử dụng chung trong các lớp. Và các bạn chú ý là cái từ nào thầy nói ra mồm là các bạn phải phải nhớ vào trong đấy. Tức là một biến thầy khai báo là table. Bằng. Bảng nào của chúng ta tên là gì, chúng ta mở navicate ra chúng ta thấy này. Quản lý điểm đầu tiên là bảng hồ sơ trước nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ nói về hồ sơ để các em chú ý cho thầy. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lên này, hồ sơ. Đấy là cái bảng hồ sơ ở trong đó, đúng không? Rồi một biến nữa là biến trỏ về database. Các bạn khai báo là DB. Đấy. Được chưa? Rồi các bạn trỏ tiếp cho thầy một cái biến bảo vệ nữa, protect. Đấy, rồi các bạn khai báo là primary. Khi các bạn cho thầy bằng hồ sơ thì bây giờ mình lại bỏ này ra xem là ID sinh viên, thì chúng ta chọn nó là ID sinh viên. ID sinh viên. Đó. Rồi. Các bạn ID sinh viên thế. Rồi các bạn để như thế nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một dòng lệnh nữa là lệnh để truy cập vào các biến các cột trong bảng. Chúng ta có là để là protect. Đó. Biến là allow. Allow.
field là tên của các cột. Thì các bạn cho thầy là ID sinh viên. Đấy là một cái này. Tiếp theo này, bạn nhìn thấy là họ tên, giới tính, quê tuổi. Họ tên, giới tính, quê tuổi thì bây giờ chúng ta nhấp vào đây, chúng ta ghi là họ tên phẩy quê tên giới tính bạn quê viết các bạn tuổi. Thì đây là một mảng của các, nó chính là một kiểu mảng vì có cái chữ này giống như trong Pascal đấy. Thì các bạn nhớ cho thầy là các bạn phải xem thật kỹ, chứ các bạn next không xem hết video là nó không chạy được đâu. Các bạn phải làm đúng như là thầy đã nói. Đấy, được rồi, thế là ta đã khai báo xong cái biến này, và các bạn khai báo cho thầy tiếp thêm một cái là vô text. Rồi chúng ta cho thầy một biến là validation. Validation blue nhá. Các bạn cho một thành một cái dẫn như này. Đây là một mảng dẫn. Đó. Rồi. Sau đó các bạn ghi thêm cho thầy hai cái mảng nữa. Hai mảng này nữa. Và hai cái biến biến bảo vệ vân vân. Cứ để thế này đã. Mặc dù ta không dùng nhưng ta cứ để thế. Rồi bây giờ này, sau khi khai báo biến ở trong các lớp rồi thì ta mới khai biến cái hành động của nó. Tức là gọi là cái phương thức, hay còn gọi là hàm ấy, public function. Đấy, tên hàm này thì các bạn ghi cho thầy là construct. Đó, bạn ghi construct cho thầy, các bạn xóa cái tham số này đi bên trong. Đấy, hàm construct nó làm gì? Nó sẽ tạo ra một cái, các bạn nhớ nhé, các bạn thấy là hai cái nút này này, hai cái này chính là hai cái mà đóng mở của hàm, tức là phạm vi của hàm chỉ trong cái giống mặc nhọn này thôi. Ok chưa? Đấy nha, các bạn đã tạo cho thầy con chắc. Cái này là chúng ta đang chú ý là đang làm model để nó tiếp cận với cơ sở dữ liệu. Đấy, nó chỉ làm nhiệm vụ tiếp cận thôi và nó thao tác trên cơ sở dữ liệu cho chúng ta. Chúng ta gọi cho thầy một cái hàm cha parent construct. Gọi nó ra để nó xây dựng. Rồi. Để đây. Rồi tiếp theo là con trỏ. Con trỏ biến BD này. Thì bây giờ thầy gọi chính nó ra thì phải là con trỏ zip. Zip có nghĩa là chính nó bằng config. Tiếp theo chúng ta database connect enter. Đấy là xong. Bây giờ ta sẽ khai báo các hàm truy vấn trên nó để nó có thể thực hiện được. Đầu tiên thì chúng ta khai báo cho thầy cái hàm số. Cái hàm này nhá, có tên là public function. Tên của nó thì các bạn đặt lại là add sinh viên. Add sinh viên. Đấy, các bạn cái này là hàm thêm nhá. Add sinh viên. Và biến của chúng ta là data. Data này. Đấy. Ở bên trong của nó sẽ như thế nào? Function thì các bạn nhớ rõ chữ n này vào.
Xong ok, chúng ta có hai hàm, một hàm là hàm con chắc này, cái hàm này thầy đẩy nó ra ngoài để nó cùng cấp với, nó cùng với một cái cấp bậc với cái hàm khởi tạo, nhìn cho nó thoáng đúng không nhá. Bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ chọn một cái hàm truy vấn query, chúng ta tạo một câu lệnh query. Cái biến này các bạn đặt tên này cũng được, đặt tên khác cũng được, bằng zip db table, và các bạn cho thầy là zip table, zip list table nhé. Insert Insert data. Đấy, làm thế. Và khi mà cái bảng này nó sẽ insert từng hàng một vào cho các bạn. Cái này nó sẽ insert là từng hàng một. Các bạn nhớ nhá, đây là một cái giống như một hàm ở bên trong, nó sẽ chèn chèn cái data này vào trong bảng theo từng hàng một. Và các bạn ghi cho thầy là return, return đây là zip db, con trỏ là insert id. Đó. Tức là mỗi một lần nó chèn vào thì nó sẽ, chúng ta add ID này nó sẽ được một cái ID mới, được đưa vào tên của hàm, được đưa vào tên của hàm. Đây là thầy đã xong hàm sinh viên. Bây giờ chúng ta sang hàm cập nhật public function. Đó. Các bạn là update, đặt tên nhé, là update sinh viên ở chân phía dưới. Đó, update tại đâu thì chúng ta phải là update đúng cái người mà cuối cùng hay là sửa chỉnh sửa đấy. Update là chúng ta phải có là điều kiện là where, biến where đấy, và biến data, data là cái dữ liệu để chèn đúng cái chỗ where. Và tiếp theo là các bạn chọn cho thầy là zip db, zip mở ngoặc ra db table. Đấy, rồi chính là hàm là con trỏ vào trong zip table là đây, có nghĩa là cái bảng hồ sơ này chính là zip table nha. Đấy, đây table của nó bằng hồ sơ, thì zip table chính là tên của bảng hồ sơ. Và chúng ta viết thêm là update. Update cái gì? Update ở đây là các bạn ghi cho thầy là update là data phẩy que. Đấy, update data phải que. Có nghĩa là que nó vào đây, còn data nó vào đây. Đấy, nhưng mà câu này là câu truy vấn thôi. Nó cũng là update table set rồi value. Đấy là những cái lệnh mà ở trong ngoài truy vấn chúng ta thường dùng. Thì ở đây được viết theo một cách hợp thức hóa theo kiểu này. Đấy, các bạn nhớ kỹ cho thầy nhé. Là chúng ta đã được hai hàm là add và update, thì bây giờ chúng ta sẽ hàm xóa, hàm này thêm này, cập nhật này, bây giờ chúng ta sẽ sang hàm xóa. Xóa. Xóa sinh viên. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta public, nó phải đủ các hàm nhá. Function. Delete sinh viên.
Hàm xóa sinh viên. Ở đây chúng ta phải xóa với cái chúng ta phải tìm ra sinh viên nào, thì chúng ta phải là ID sinh viên. ID sinh viên là cái biến sẽ được truyền vào để xóa đúng cái đấy. Và các bạn chỉ cần ghi cho thầy là zip con trỏ bảng table mở ngoặc ra zip table. Đó. Và chúng ta xóa là delete. Được chưa? Các bạn nhìn rõ chưa? Zip table này. Zip table xóa này. Xóa mở ngoặc ra là xóa cái gì? Thì chúng ta là viết là ID sinh viên đúng cái cột nó bằng ID sinh viên. Đó, các bạn xóa vào đây. Enter chấm phẩy. Được chưa? Cái này chúng ta phải viết như thế nhé. Xong, sau khi mà chúng ta viết đúng như này rồi, các bạn nhìn kỹ à, xóa đi sinh viên có mã số bằng sinh viên. Đấy, đấy là phần xóa sinh viên. Thế bây giờ chúng ta lại thêm cái bảng là tìm sinh viên. Tìm sinh viên. Thì tìm sinh viên thì các bạn có thể tìm theo tên hoặc tìm theo theo họ hoặc là tìm theo chỉ số. Thì các bạn ghi cho thầy mấy hàm sau. Public function tìm ôn nhé. File ôn sinh viên, chúng ta đặt tên tiếng Anh như thế, cả tiếng Việt. File ôn sinh viên thì các bạn không cần cái gì truyền vào, các bạn chỉ cần tạo một câu lệnh truy vấn SQL bằng select sao form hồ sơ. Đấy. Hồ sơ nhá, các bạn enter xuống. Select sao from hồ sơ để nó in ra tất cả các sinh viên trong bảng hồ sơ của lớp. Rồi, phần tiếp theo là các bạn đưa vào một cái con trỏ truy vấn query bằng zip db query SQL. Rồi xong rồi. Đấy, nó tự viết cho chúng ta. Rồi bước theo là các bạn ghi đơn. Ghi đơn đây là ghi đơn query. Đó, các bạn làm được việc đến đây là tìm ôn sinh viên. Đó, bây giờ tìm theo ID, tìm theo chỉ số. Để chúng ta làm thêm mấy hàm nữa tìm theo chỉ số. Public function. Rồi, các bạn file by ID sinh viên. Thì cái tham số này các bạn viết là cho thầy là ID sinh viên. Truyền vào trong. Đó. Thì chúng ta làm câu truy vấn như sau: SQL bằng select sao form hồ sơ where ID cột là cột gì, chúng ta lại mở ra cột ID sinh viên đúng không? Rồi chúng ta cột ID sinh viên bằng biến cho vào là chúng ta chấm cho thầy ở ngoài ID sinh viên. Đó. Và chúng ta dùng con trỏ truy vấn query để nó thực thi lệnh bằng zip db
DB QD SQL đúng rồi. Và lúc này vì là tìm đúng cho nên nó chỉ trả một hàng thôi, chúng ta di tơn, di tơn là query, di tơn query ở trên này nhá, chúng ta phải là cho thầy chữ ghép. Get kết quả. Đó. Ở dưới này các bạn cũng cho thầy một cái get kết quả. Lấy được kết quả. Đó, get kết quả. Chúng ta được cái được hai cái hàm tìm tất này. Tìm theo ID, bây giờ ta làm theo một tìm là tên họ tên. Public function theo tìm theo họ tên nhé, file by họ tên. Đó. File by họ tên thì các bạn ghi vào đây, chữ này là chữ họ tên đúng không? Rồi các bạn xuống dưới các bạn nhìn thấy này, biến truyền vào, tức là nó sẽ câu lệnh truy vấn bằng cái biến ID sinh viên này ở cái câu lệnh này, select sao from hồ sơ where ID sinh viên bằng ID sinh viên, có nghĩa là tìm trong bảng những sinh viên có ID bằng này. Thì bây giờ ở dưới cũng tương tự, tìm trong bảng có họ tên bằng họ tên, chúng ta cũng ghi là SQL hay các bạn copy trên các bạn sửa cũng được, bằng select thầy viết từ đầu sao from hồ sơ where tên bằng bằng các bạn viết ở đây là họ tên. Đấy, enter à, chấm phẩy xuống dòng. Rồi các bạn cũng ghi là query bằng zip db. Rồi các bạn viết tiếp là query. Rồi, xong. Bây giờ trả về return. Return query. Get kết quả. Thôi chúng ta chỉ cần làm như thế thôi. Ôn rồi, vân vân. Chúng ta xong nhá. Đây là xong cái lớp có tên là quản lý điểm mô đồ. Thế bây giờ để chúng ta sẽ chạy được cái kết quả, chúng ta thử test nhé. Chúng ta vào danh sách điểm. Vậy hiện danh sách rồi, bây giờ hiện danh sách này chưa có gì, mới chỉ lên một cái trang đó thôi. Thì bây giờ chúng ta đi public cho thầy. Public function. Đó. Chúng ta ghi bên trong cái controller này để nó show ra các sinh viên. Chúng ta chọn viết cái hàm có tên là show all sinh viên. Show all sinh viên. Đó. Show sinh viên này ở trong cái mô đồ này thì các bạn sẽ gọi nó ra, được chưa? Các bạn gọi nó ra thì chúng ta phải có một cái khai báo biến trên lớp, thì chúng ta phải khai báo cái thư viện và cái mô đồ đã làm. Rồi xong cái này rồi thì bây giờ các bạn đi cho thầy một cái nữa là use ở trong cái controller nhé. Đây là file controller này, cái quản danh sách lớp, thì các bạn use cho thầy app model rồi đến quản lý điểm. Rồi chúng ta ghi cho thầy quản lý điểm mô đồ, tức là nó sẽ gì mang cái
quản lý điểm model này đặt lên trên này. Nó nằm trong thư mục app, model là cái đường dẫn đến, xong đến quản lý điểm là cái tên thư mục này. Bước tiếp theo là tên của lớp là quản lý điểm model ở đây. Đó. Và trong này chúng ta khai báo cho thầy một cái con trỏ public point, tức là gọi point là cái điểm nó trỏ vào, đặt tên thế được, các bạn đặt tên thế nhé. Rồi các bạn có thể đặt tên cho thầy rất nhiều thứ, ví dụ như là các bạn có thể đặt là public một cái biến nữa, cái này để phân trang pager. Đấy. Một cái nữa các bạn chọn là section là xem bạn nào đăng nhập, cái này các bạn có thể sử dụng một biến nữa là section. Section là lưu lại những bạn nào đang online và không online đấy. Đó. Và các bạn ấy một biến nữa là trỏ đến đường dẫn cơ sở URL. URL. Hay các bạn đặt tên là bay URL. Section này đã được khai báo, chúng ta phải ghi một section khác, tên của nó tiếng này để nó khác với cái section trong cái biến biến gốc ở bên trong cái nhân nhân của ứng dụng. Rồi thì bây giờ hiện ôn sinh viên thì chúng ta sẽ gọi một cái biến con trỏ của model ra, thì chúng ta ghi là quản lý điểm point. Đó. Sẽ bằng bằng cái gì của các em, bằng một cái có nghĩa là bằng new new chúng ta sẽ ghi cho thầy là ở trong model là danh sách, new danh sách quản lý điểm model. Đó. Tức là nó sẽ gọi cái lớp này ra ở trong, vì ta khai báo thư viện rồi cho nên nó gọi cái lớp này ra. Rồi bây giờ sâu ôn nhá, thầy test thử sâu ôn nhá, test thử xem nó có hiện ra các bạn chưa không. Thầy cho một biến biến bảng A bằng zip. Zip này là zip gì? Quản lý điểm point. Và cho nó gọi phương thức là tìm hay là file ôn. File ôn sinh viên, đây file ôn sinh viên của các em đây. Đó. File ôn sinh viên. Và bây giờ thầy cho chữ va đâm là cái sửa lỗi, à cái báo đâu? Báo cái điểm mà chúng ta, tức là nó dừng chương trình lại để nó dừng lại cho chúng ta xem cái kết quả của nó. Và đặt chúng ta biến A vào đây để chúng ta xem danh sách nó có hiện lên không. Đó. Ok chưa? Xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến đây để chúng ta xem là danh sách điểm của cái bảng hồ sơ này, bảng hồ sơ này của chúng ta có ra được không, cùng có họ tên sinh viên giới tính nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một việc nữa để nó hiện được danh sách, thì lúc nãy là hiện danh sách rồi, là một cái phương thức trong controller, thì cái router của chúng ta cũng phải khai báo để nó biết được cái hiện danh sách ở trong quản lý điểm. Đó. Hiện danh sách là view, là chúng ta ghi là chào Trang, chào các bạn đấy, cái lúc mà thầy chạy ban đầu đấy, đây giống như cái này này. Đây. Đó. Thì nó chính là gọi ra cái gì, gọi ra cái phương thức đầu tiên. Đây, cái phương thức public là hiện danh sách này. Bây giờ public show all sinh viên.
thì chúng ta sẽ kiểm tra nó như thế nào, đúng không? Rồi chúng ta vào giao tơ cho thầy. Các bạn phần cuối này các bạn copy thêm một hàng nữa. Các bạn đưa xuống dưới. À, các bạn chỉ thay là hiện danh sách bằng gì? Bằng show all sinh viên, các bạn sửa này. Show all đúng chưa nhỉ? Ta lại vào trở lại đây ta xem show all sinh viên nào. Show all copy nha, copy đúng để cho nó ra đúng nào. Vào giao tơ này. Các bạn muốn nó kỹ thì các bạn xóa đi, các bạn paste nó vào. Rồi chỗ này thay vậy hiện danh sách là sâu ôn sinh viên. Rồi. Bây giờ chúng ta chạy nhé. Chúng ta chỉ thay chỗ hiện danh sách này bằng chữ là sâu ôn sinh viên đến đây. Sâu ôn sinh viên. Enter. À, ra rồi, đúng không? Các bạn nhìn thấy nó ra một cái mảng rồi. Đó, ngon chưa các em? Ngon rồi, đúng không? Đó. Ok chưa? Ra nhiều nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ghép vào trong kia. Chúng ta ghép vào chỗ này. Đấy. Sau sinh viên thì bây giờ thầy làm một cái công việc như sau. Return. Return A. Thì biến A nó sẽ được cho vào trong này. Đúng không? Rồi bây giờ thầy đẩy vào trong danh sách này. Hoặc các bạn ghép thành một hàm cũng được. Nhưng mà bây giờ thầy cái thực ra hiện danh sách này và show all nó đều giống nhau, không có ta copy cái dòng này lên trên đây cũng được. Đó, bây giờ thầy copy nhá, kệ cái giao tờ đó thôi. Đó, copy lên đây đúng không? Và ở đây thì thầy khai báo tên của cái con trỏ thứ nhất, tên của mảng thứ nhất thầy gọi là sinh viên. Đó. Thì thay vì dưới này là A0 thì trên này là A có chữ sinh viên. Bây giờ ta mới truyền vào giống như blade ở trong Laravel ấy, hay là Laravel. Chúng ta chọn một cái, chúng ta có thể đưa cái này vào đây, chúng ta ghi cho thầy là A. Giống như là chúng ta ở trong Laravel thì là gì, width đúng không? Width, echo view và return view width, thì ở trong này, ở trong ứng dụng này của các bạn thì các bạn chỉ cần là cho biến A vào đây thôi. Và bây giờ ta sẽ sửa ở bên bên view này. Đây. Đấy, trong view này thì các bạn làm cho thầy một động tác lệnh là if nếu nếu nha, mở ngoặc ra iset. Iset là nếu tồn tại. Iset là từ tiếng Anh là tồn tại. Iset các bạn biến cho thầy là sinh viên. Đó, nó truyền sang rồi đấy nhá. Nếu tồn tại thì làm gì? Nếu tồn tại thì tức là các bạn nhìn thấy là ở trên cái controller này. Đây. Chữ sinh viên này sẽ được theo mảng A đưa vào danh sách lớp là tên của gì? Tên của view là trong quản lý điểm. Đấy. Danh sách lớp này là cái file khác nhá, file nó cùng tên ở trên này nhưng mà nó lại là tên của file trong view chứ nó không phải là file trong controller. Cùng tên thôi nhưng nó khác thư mục. Nó khác với chức năng. Thì khi mà chúng ta đưa sinh viên vào trong danh sách này thì các bạn
quay xuống dưới này, các bạn quay xuống view. Đấy, các bạn làm này thì thầy cho in lần lượt ra các bạn ra nhá. Thì thầy dùng một lệnh là for if. Nếu for if có nghĩa là duyệt qua từng sinh viên thì các bạn biến là sinh viên với một bí danh là ad là item hay là fb cũng được. Đấy, bí danh như thế. Đấy, đây là một vòng if, một cái if, và trong một if thì có for để duyệt ra. Thì thầy sẽ cho mấy dòng như sau: echo sinh viên, echo họ tên nhé, đầu tiên là như họ tên, họ và tên, rồi cái này sinh viên sp, họ tên, họ tên là tên của cái cột có chứa sinh viên đó. Đấy, lúc này cái biến sinh viên này nó được thay bằng biến sp rồi. Echo BR, BR là dấu xuống dòng. Được chưa? Tức là xong họ tên thì nó xuống dòng. Họ và tên. Đấy, thầy ghi như thế nhá. Hoặc là thầy có thể sử dụng dấu tiếng Việt. Ta làm dần từng cái một. Bây giờ hiện danh sách đã. Rồi chèn xóa sửa sau. Đấy, chúng ta đang test thử xem là nó có được không. Echo tiếp theo này. Giới tính. Chấm ở dưới. SV. Giới. Rồi chúng ta cũng có echo BR này. BR là để nó xuống dòng. Echo là hiện ra. Tiếp theo echo quê. Ta viết thế nào nó sẽ hiện ra như thế nhá. Quê 2 chấm. Đấy. Ta test thôi. Sinh viên. Quê. Đấy. Rồi chúng ta echo BR. BR là ký tự về HTML này, có nghĩa là nó xuống dòng trong trang web của chúng ta. Rồi tiếp theo các bạn echo tiếp. Đến các bạn phải trên được như này. Bạn ghi tuổi. Sinh viên. Các bạn cho tuổi. Đó, theo hết. Rồi. ID thì chúng ta không sâu, ta sâu cả ID được. Nếu mà các bạn nào muốn cho cái ID nó hiện ra thì chèn lên dòng trên. Đúng không? Và bây giờ chúng ta thử chạy nhé. Rồi bây giờ thay phương thức là danh hiện danh sách. Danh sách lớp. Đây bây giờ chúng ta phải là danh sách lớp, chúng ta phải ghi như thế. Ta lại phải lên trên này để ta xem. Danh sách lớp trên controller này là hiện danh sách. Đúng rồi. Ta không diện sâu sinh viên nữa, ta hiện danh sách để xem nó ra. Rồi bây giờ các bạn lên nhá các bạn. Đấy, enter. Nó chưa thấy ra đúng không các bạn nhỉ? Rồi bây giờ thầy sẽ quay về đây. Danh sách lớp. À vào đây rồi. Sinh viên đây rồi. File on đây rồi.
phải ổn rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xem nó mắc ở đâu trong view. Nếu tồn tại cái này các bạn, cái này các bạn đóng cho thầy cái này một cái. Ok, hai vòng for nếu is sinh viên thì for is sinh viên, as sinh viên. Đó, chúng ta lại chạy lại lần nữa để chúng ta xem. Rồi thì bây giờ thầy sẽ gỡ lỗi từng cái một xem nào. Thầy xóa đi cái này để xem nó có ra. Không báo cái gì. Vậy thì nó sẽ ta sinh viên. Bây giờ phải xem chỗ truyền vào xem chỗ đúng nhé. File sinh viên là quản lý điểm coi file sinh viên rồi. Đấy, truyền bên A rồi. Bây giờ chúng ta xem nó lỗi ở chỗ nào. Chúng ta xem đây. Họ tên giới tính quê tuổi. Thì ở trên này của chúng ta, trên này của chúng ta có đúng thế không? Họ tên giới tính quê tuổi. Đúng rồi. Về đây rồi. Thầy kiểm tra một cái nữa nhé. Xóa này đi. Thầy ghi echo là có tồn tại. Để xem nó có chạy cái kiểm tra này không. Có tồn tại để cho các em đó. Và ta đóng cái này lại, chúng ta chạy xem nó có hiện là chữ có tồn tại không? Có tồn tại đúng không? Vậy thì lỗi ở từ chữ for đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có tồn tại rồi, chắc chắn truyền rồi. Vậy thì bây giờ thầy là for ít biến sinh viên add biến item fv. Rồi thầy xuống dòng này, enter này. Thầy hiện ra một cái trước rồi nhé, echo. SP họ tên enter để xem từng họ tên ra được không. À, ra rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có lỗi ở chỗ nào đây. Thì bây giờ mình ghi chỗ này nhé, họ tên các bạn này, tên hai chấm. Mình làm dần từng cái một cho nó. Họ tên. Ok, ra rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem này. Echo BR. Cái này chúng ta
Ok, thì bây giờ mình mới viết tuổi, đúng không? Họ tên này. Eco. Tiếp theo là tuổi. Sinh viên. Tuổi. Tên sinh viên Eco tuổi. Ta thêm một dấu chấm nữa. Đó. Eco giới tính. Sinh viên. Trong trong bảng này phải đi đúng nha. Giới tính rồi, đúng rồi. Đó. Và Eco quê, quê Eco quê rồi, cuối cùng mới BR đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ chạy lại để chúng ta nhìn thấy. À, quê Eco quê ở đâu, nó thiếu ở chỗ nào? Sinh viên tuổi này. Eco giới tính này. Giới tính SV, giới tính quê chấm SV quê. Eco BR. Đấy, bây giờ ta kiểm tra file ôn cho thầy một cái nữa nhé, xem là mô đồ chúng ta xem file ôn hồ sơ đúng rồi. Đấy, bây giờ chúng ta lên cái view này. Họ tên, Eco tuổi, họ tên, giới tính quê tuổi, họ tên, giới tính quê tuổi, enter này xuống, enter này xuống, xem nào, xem có sai chỗ nào không, báo lỗi quê đây, đây này. Họ tên, tuổi, giới tính, quê. Họ tên phải giới tính ở đây. Họ tên, giới tính, quê. Tuổi. Rồi họ tên Nguyễn Thị An, tuổi nữ, giới tính nữ này, quê. Rồi bây giờ thầy xem nào. Đây, mình là giới tính ở đây. Quê thì thầy phải đi quê đây. Đó, tuổi đây. Cái này chỉ là lời nhắc. Chuyển vào rồi thì bây giờ chúng ta nhìn thấy này. Đó. Đúng không? Đúng như trong cơ sở dữ liệu chúng ta sơ đây. Lưu Bình Cường. Bây giờ các bạn thêm một người nữa nha. Trần Thị Thị Thắm. Nữ. Quê là Hà Nội. Tuổi là 19. Đấy.
thần thì chẳng quên được hàng của đúng chưa các bạn. Đấy. Thế ở video này thầy dạy đến đây, các bạn làm đến đây cho thầy nhé. Thế phần sau thì thầy sẽ dạy chúng ta là cách trang trí, cập nhật danh sách, rồi tìm search vân vân. Thì ta phải trang trí các hộp box ở trên này cho nó đẹp để chúng ta có thể làm cho nó thành bảng đàng hoàng. Thì bây giờ chúng ta chỉ làm chốt cho thầy đến phần này thôi, là để cho nó có đúng hay không, bạn nhớ chưa?